giám đốc người Hàn Quốc lừa hơn 76 tỷ đồng nhận kết đắng. Kim Bam Gia đưa ra lãi suất cao ngất ngưởng khiến 156 người sập bẫy. Người đàn ông Hàn Quốc đã chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng. Sau gần một tuần xét xử, ngày 27 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Kim Bam Gia, 55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, đã xâm phạm tới tài sản của người khác nên cần phải có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Kim Bam Gia tù chung thân. Các đồng phạm của Kim Bam Gia cũng phải lãnh từ 7 đến 18 năm tù. Theo truy tố, đầu năm 2015, Kim Bam Gia được người đồng hương tên là Kim Sung Hun giới thiệu là tổng giám đốc công ty IDS Holding Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bam Gia làm người đại diện của công ty này tại Việt Nam để kêu gọi đầu tư, huy động tài chính. Theo thỏa thuận, Kim Bam Gia được hưởng 4% mỗi tổng số tiền huy động, số tiền còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối, Forex. Từ tháng 4, 2015 đến tháng 10 năm 2018, Kim Bam Gia đã thành lập 10 công ty. Trong đó đã sử dụng 4 công ty để thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật. Để giúp sức cho việc lừa đảo của mình, Kim Bam Gia tuyển thêm 7 nhân viên người Việt Nam làm cánh tay đắc lực cho bị cáo. Quá trình huy động tiền, Kim Bam Gia và các thuộc cấp đưa ra các thông tin không có thật để huy động vốn. Mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh poker nhưng thực tế các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân. Đồng thời, chúng còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng để các nhà đầu tư tin là thật và đầu tư vào các công ty của Kim Bam Gia. Tổng số tiền mà Kim Bam Gia và các đồng phạm chiếm đoạt của 156 bị hại là hơn 76 tỷ đồng.